mọi người nhá. Mọi người ơi, mà mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn một bộ ghế ban công Phượng Hoàng đơn bên mình nhá mọi người. Đây là màu đen nhá, gồm một ghế và một bàn nhá. Các bạn có thể mua hai ghế một bàn hoặc ba ghế một bàn cũng được. Nhưng cái bộ ban công này rất chi là to nhá, thì nhà rộng ngồi mới ok nhá mọi người. Mình 80 cân thì mình ngồi ghế ok nhá. Ngoài ra thì ghế này có thể chịu được hơn 200 cân nhá mọi người. Đây. Khi các bạn mua ghế bên mình ấy, thì sẽ được kèm hai đệm nhá, các bạn có thể ngồi hoặc là tựa lưng nhá mọi người nhá. Bây giờ đến gần đây mình sẽ quay chi tiết này. Các bạn nhìn chất liệu đệm của nó này, chất liệu của đệm của nó là vải thô nhá mọi người nhá. Rất chi là êm ái nhá mọi người. Đây, còn khung của ghế này, chỗ này là nhựa nhá. Nhựa giả mây cao cấp nhá mọi người. Bọc bên trong là khung kim loại sơn tĩnh điện chống rỉ nhá mọi người nhá. Chân của ghế đã có lớp chống trơn trượt rồi nhá mọi người. Đây. Để lên kiểu dáng cũng rất chi là đẹp và sang chảnh nhá. Còn bàn này đã có mặt kính này, có nước hút này để cho nó không bị bật bàn này. Kiểu dáng sang trọng hiện đại này nhá mọi người. Đấy, màu đệm này, các bạn có thể tham khảo những màu đệm sau nhá mọi người nhá. Màu sắc đệm cũng rất đa dạng cho các bạn lựa chọn nhá. Bên này nữa này, bên này có nhiều màu nhá mọi người. Đấy. Hàng ghế này màu rất chi là đẹp và chắc chắn nhá. Thì tùy vào nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể chọn màu đẹp và màu ghế cho phù hợp nhá. Thôi mình quay qua một đoạn vậy thôi. Mình cảm ơn các bạn, mình chào các bạn.